Con xin chào tất cả các cô, các chú. Hôm nay con sẽ kể cho các cô, các chú câu chuyện tên là Con cú mèo và con chim gáy của quyển truyện của Học Tinh Hoa. Con chim gáy gặp con cú mèo. Con chim gáy hỏi: "Bác sắp đi đâu đấy?" Con cú mèo: "Tôi sắp sang bên phương Đông." "Thì sao lại làm thế?" "Ở đây người ta nghe tôi kêu người ta ghét cho nên tôi phải đi chỗ khác." Con chim nói: "Bác có thể nào đổi tiếng kêu đi mới được. Chứ không đổi tiếng kêu thì sang phương Đông người ta nghe tiếng cũng ghét bác thôi. Vì nhân tình đâu mà bác chả thế. Cứ như ý tôi, không gì mà bác phải rụt cổ, thu cánh suốt đời mà không kêu nữa còn hơn." Con xin chào tất cả các cô, chú.